Nguyễn rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Pháp luật và người lao động. Chương trình do Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm mục đích tư vấn, giải đáp thắc mắc các quy định pháp luật, chính sách hiện hành về chế độ quyền lợi của đối tượng lao động công nhân. Chương trình được phát trên kênh YouTube Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên trang fanpage Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị cũng có thể theo dõi trên website www.congdoanthanphohochiminh.org.vn hoặc trên website www.trungtamtuvanphaplut.liendoanlaodongthanhpho.vietnam.com. Kính thưa quý vị, chúng ta hay nghe nhắc về tổ chức công đoàn hay là công đoàn cơ sở trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp là bộ phận phụ trách việc chăm lo đời sống quyền lợi cho người lao động. Thế nhưng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức công đoàn là gì? Khác biệt như thế nào với bộ phận hành chính nhân sự trong doanh nghiệp? Và người lao động khi mà tham gia vào tổ chức công đoàn thì sẽ có được những quyền lợi gì? Trách nhiệm ra sao? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố để hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ cũng như vai trò của tổ chức công đoàn đối với người lao động và doanh nghiệp, thưa quý vị. Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay và đặc biệt là chia sẻ với các anh chị em công nhân lao động, những người lao động hiểu rõ hơn về tổ chức công đoàn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Cơm hả? Dạ. Mà sao mấy nay chị thấy em á nhìn có mệt mệt đó hả? Mà nhìn cái mặt lo mà mệt mệt đó, có coi có đi khám đi rồi bệnh gì không á để mà còn uống thuốc rồi vô. Dạ không có chị ơi, hôm nay má ở quê bệnh suốt là uống thuốc hoài còn không hết. À. Cái mới tính là đưa má vô Sài Gòn khám thử tổng quát ra sao. Không biết là đưa má vô Sài Gòn rồi đã xin nghỉ nào rồi hết. Rồi tiền thuốc men rồi các thứ gì lâm hết trơn á. Lo lắm. Thì sao nên lo là mặt nó buồn buồn vậy đó hả? Dạ. Thì mấy cái này á em báo cho bên công đoàn đi. Cái này là công đoàn họ hỗ trợ cho, họ coi có hỗ trợ ngày nghỉ cho mình không. Rồi nhiều khi họ có hỗ trợ xin nghỉ giùm mình, rồi hỗ trợ thuốc, gọi là lo tiền hỗ trợ mọi người, vận động mọi người hỗ trợ tiền cho mình nữa. Công đoàn họ chức năng như vậy mà. Ủa trời, từ khi em đi làm về em không biết là công đoàn là cái gì luôn á, rồi cho chức năng nó ra sao. Ồ, thì chức năng của tổ chức công đoàn là vậy mà, là phải lo cho đời sống của công nhân tụi mình chứ, và tụi mình cũng có đóng phí công đoàn mà. Thì có phí công đoàn trừ vô lương tụi mình mà, cho nên là em phải hỏi đi, cái này là đúng chức năng nhiệm vụ của công đoàn này nên mình phải hỏi, mình phải, cái đây là quyền lợi của mình. Vậy em hả? Em hỏi đi. Là họ cũng xin phép rồi, không có giấy tờ này kia đúng không? Có cái này chị cũng không rảnh, nhưng mà em hỏi anh Đạt thử. Anh Đạt á bên xưởng mình á, anh là chủ tịch công đoàn đó. Mấy cái này em hỏi ảnh đi, là anh hỗ trợ cho. Tại vì cái này là chức năng nhiệm vụ của công đoàn mà mình cũng làm đúng chức trách của mình, là mình có đóng phí công đoàn mà, thì công đoàn phải có trách nhiệm lo cho mình ví dụ này chứ. Vậy thôi, dễ năng ở tranh thủ đi ăn xong lên đó hỏi thử nào. Em ăn đi rồi lên hỏi đi, tại vì mấy cái này là đúng là quyền lợi của mình phải nói. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi một tình huống rất hay gặp trong các công ty xí nghiệp. Vậy tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thì có đóng vai trò như thế nào đối với người lao động? Và người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn sẽ có được những quyền lợi như thế nào, nghĩa vụ ra sao? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp kỹ hơn. Theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì chức năng nhiệm vụ cụ thể của công đoàn cơ sở gồm có các cái nhiệm vụ cơ bản sau. Đó là tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ, đại diện tập thể cho lao động để thương lượng, ký kết và giám sát cái việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động hoặc là đại diện người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ, mở hội nghị người lao động, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động, hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, đại diện tập thể lao động thương lượng, ký kết và giám sát cái việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động hoặc là đại diện người sử dụng lao động,
thực hiện quy chế dân chủ, mở hội nghị người lao động, xây dựng và ký kết cái quy chế phối hợp hoạt động, hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, đại diện cho tập thể lao động tham gia giải quyết các cái tranh chấp lao động tập thể, thực hiện tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật, thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở, tập hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của đoàn viên người lao động, tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các cái hoạt động phong trào thi đua, phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, vận động người lao động tham gia các cái hoạt động về văn hóa, thể thao, các cái hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đấu tranh ngăn chặn các cái tệ nạn xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và công đoàn, tham gia các cái hội đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo cái điều lệ của doanh nghiệp, tham gia xây dựng thang bảng lương, các cái nội quy, quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh viên và giám sát cái công tác về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động ở trong doanh nghiệp, phát triển quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng đảng, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật. Yeah. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bà. Và bên cạnh quyền lợi khi mà tham gia vào tổ chức công đoàn, thì người lao động cần thực hiện các nghĩa vụ như thế nào thưa bà? Về nghĩa vụ của người lao động thì đó là thực hiện tốt cái nghĩa vụ của công dân, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chấp hành và thực hiện cái điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn các cấp và tham gia các cái hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định. Ngoài ra thì cũng không ngừng học tập nâng cao cái trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất của giai cấp công nhân, đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và trong cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn, không ngừng nâng cao cái năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển vững mạnh, tuyên truyền vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam và tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Dạ, như vậy thì người lao động cũng đã nắm rõ hơn về những cái nghĩa vụ và cả quyền lợi của mình nữa. Vậy thì để gia nhập Công đoàn Việt Nam á, thưa bà, thì thủ tục là như thế nào ạ? Như vậy để gia nhập vào Công đoàn Việt Nam thì thủ tục cũng hết sức là đơn giản. Đó là người lao động phải có cái đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. Và nơi ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở sẽ là cái nơi xem xét, quyết định, công nhận hoặc là kết nạp đoàn viên công đoàn. Nơi mà chưa có cái tổ chức công đoàn thì người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam thông qua cái ban vận động thành lập công đoàn cơ sở theo quy định tại Điều 14 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoặc là nộp đơn cho công đoàn cấp trên để được xem xét gia nhập vào Công đoàn Việt Nam. Đoàn viên mà đã ra khỏi cái tổ chức công đoàn, nếu có cái nguyện vọng là tiếp tục gia nhập vào Công đoàn Việt Nam thì có một cái đơn xin gia nhập lại tổ chức công đoàn do công đoàn cấp trên sẽ xem xét và kết nạp lại. Dạ. Thưa quý vị, như bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố vừa chia sẻ, thì chúng ta có thể thấy là vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn với người lao động và doanh nghiệp là như thế nào. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải đảm bảo thực hiện đúng đủ các nghĩa vụ ra sao với công đoàn để đảm bảo được quyền lợi theo quy định. Vậy quy trình thủ tục thành lập tổ chức công đoàn cơ sở là như thế nào? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Vàng để hiểu rõ hơn chi tiết. Trình tự thủ tục thành lập công đoàn cơ sở. Để thành lập công đoàn cơ sở, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Thành lập ban vận động công đoàn cơ sở. Trước tiên, những đơn vị chưa có công đoàn cơ sở thì cần thành lập ban vận động. Đây là ban do người lao động tự nguyện lập ra. Ban vận động sẽ có chức năng tuyên truyền vận động và tiếp nhận đơn xin tham gia của người lao động.
Đồng thời, ban vận động cũng sẽ liên kết công đoàn cơ sở với công đoàn các cấp để được hướng dẫn, hỗ trợ. Bước 2, tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Sau khi đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, đơn vị tổ chức đại hội thành lập. Việc thành lập đại hội do ban vận động thực hiện. Thành phần tham gia sẽ bao gồm ban vận động, người lao động đang làm việc tại đơn vị có đơn xin gia nhập công đoàn, đại diện công đoàn cấp trên, đơn vị sử dụng lao động và các thành phần có liên quan. Đại hội sẽ bầu ra công đoàn cơ sở thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi tổ chức thành công đại hội, ban vận động sẽ chấm dứt nhiệm vụ của mình và bàn giao hồ sơ cho ban chấp hành mới được bầu. Bước 3, lập hồ sơ đề nghị công nhận công đoàn cơ sở. Sau 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội, ban chấp hành mới phải lập hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên xem xét việc công nhận. Bước 4, quyết định công nhận thành lập công đoàn cơ sở. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên có 15 ngày làm việc để thẩm định quá trình thành lập công đoàn cơ sở của đơn vị, đảm bảo tính khách quan, tự nguyện. Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở đúng theo quy định của pháp luật thì công đoàn cấp trên ban hành quyết định công nhận. Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở không đủ điều kiện công nhận, công đoàn cấp trên cần thông báo bằng văn bản cho công đoàn cơ sở, đồng thời có hướng dẫn chi tiết cụ thể để công đoàn cơ sở thực hiện, tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. Sau khi được công đoàn cấp trên công nhận, ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành thủ tục để khắc dấu của công đoàn mình, đồng thời tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật. Quý vị khán giả, thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, hy vọng đã giúp cho quý khán giả, người lao động hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ cũng như vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với doanh nghiệp và người lao động. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, đã chia sẻ và mang đến rất là nhiều những thông tin hữu ích giải đáp các thắc mắc của người lao động. Và nếu như mà quý vị khán giả, người lao động có những thắc mắc về pháp luật lao động thì có thể liên hệ trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố tại địa chỉ 14B Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua hotline 028 3822 4506 hoặc 0903 694 936 để được tư vấn miễn phí. Hoặc là quý vị cũng có thể gửi thư về cho chương trình Pháp luật và người lao động qua địa chỉ hộp thư điện tử pháp luật và người lao động avong@gmail.com. Còn bây giờ đây, Như Nguyễn và bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên tư vấn pháp luật của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.